huyền sâm hay được biết đến với tên gọi khác là hắc sâm, đại nguyên sâm, huyền đài, trục mã, phức thảo, giả chi ma. Có vị đắng, ngọt, tính mát. Huyền sâm có tác dụng giải độc, tiêu viêm và được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian cổ truyền để điều trị các loại bệnh thường gặp khác nhau. Đặc điểm của cây huyền sâm Cây huyền sâm là loài cây thuốc quý, thân thảo sống lâu năm cao chừng 1,5 đến 2 mét. Thân cây vuông có màu xanh và rãnh dọc trên thân. Lá cây có màu tím xanh, mọc đối hình chữ thập, hình trứng đầu lá hơi nhọn. Cuốn lá ngắn, phiến lá dài 3 đến 8 cm, rộng 1,8 đến 6 cm, xung quanh mép lá có răng cưa nhỏ và đều. Cây huyền sâm ra hoa vào mùa hè, hoa mọc thành chùm ở đầu ngọn cây. Hoa huyền sâm có ống tràn hình chén, cánh hoa hình môi chia làm năm thùy hơi ngã màu tím. Quả bế đôi hình trứng, có nhiều hạt nhỏ màu đen. Rễ cây dài khoảng 10 đến 20 cm, ở giữa phần rễ sẽ phình lớn thành củ với hai đầu hơi thon. Mỗi cây huyền sâm sẽ có từ 4 đến 5 củ mọc thành từng chùm có màu trắng hoặc vàng nhạt. Có thể thu hoạch phần rễ củ của cây thuốc huyền sâm để bào chế thành thuốc. Thông thường, cây huyền sâm sẽ được thu hoạch vào tháng 10, tháng 11 hàng năm. Khi thu hoạch, người ta sẽ đào nhẹ nhàng bên dưới để lấy phần rễ củ nguyên vẹn rồi mang rửa sạch, bỏ đi phần rễ con và phân loại theo kích thước. Cách sơ chế huyền sâm cũng khá nhiều, thông thường bạn có thể mang phơi hoặc sấy đến khi rễ khô, rồi đem ủ từ 2 đến 3 ngày đến khi phần ruột chuyển thành màu đen hoặc nâu đen, sau đó tiếp tục phơi đến khi khô khoảng 9 phần thì cho vào trong xảo, đảo qua lại để cho đất cát và rễ cũ rơi ra hết, rồi phân loại sử dụng. Một số bài thuốc từ huyền sâm Trị sốt cao, mụn nhọt, mẫn ngứa, dùng huyền sâm, sinh địa, kim ngân hoa, liên kiều, bột sừng trâu, mạch môn mỗi vị 12 g, đạm trúc diệp 10 g, đan sâm 8 g, hoàng liên 6 g. Sắc uống ngày một thang, uống tới khi hết các triệu chứng. Điều trị mất ngủ, người mệt mỏi, chuẩn bị nhân sâm, huyền sâm, đan sâm, bạch linh, viễn chí, các cánh mỗi thứ 20 g, đương quy, mạch môn, thiên môn, bá tử nhân, toàn táo nhân mỗi thứ 40 g sinh địa 160g. Các vị thuốc tán nhỏ, làm thành viên hoàng bằng hạt bắp, dùng chu sa làm áo bên ngoài. Uống với nước ấm vào lúc đói. Trị cơ thể suy nhược ăn ít do lao phổi, ho sốt, huyền sâm 20g, sơn dược 40g, bạch trột 12g, ngư bàn tử 12g, kê nội kim 8g. Sắc uống. Trị bạch hầu, chuẩn bị huyền sâm 20g, sinh địa 16g, mạch môn 12g cam thảo 4 g bối mẫu 8 g đơn bì 12 g bạch thược 16 g bạc hà 2 g sắc uống. Trị tiểu đường có khác nhiều, táo nhiều, chuẩn bị huyền sâm 16 g sinh địa, thiên hoa phấn mỗi vị 20 g mạch môn, tri mẫu mỗi vị 12 g thạch cao 40 g hoàng liên 4 g Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần. Uống 3 đến 4 tuần lễ, nghỉ một tuần rồi uống lại trị tiểu đường mà phế, chuẩn bị huyền sâm 15 g hoàng cầm, hoàng liên, mừng tưới mỗi vị 6 g thương trột 9 g hạnh nhân 4 g Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần. Uống 3 đến 4 tuần lễ, nghỉ một tuần rồi uống lại. Trị lao, chuẩn bị huyền sâm 480 g cam tùng 180 g tán bột. Luyện với 480 g mật ong, trộn đều, bỏ vào hũ, bịt kín, chôn dưới đất 10 ngày xong lấy ra lại dùng cho luyện với mật, cho vào cả trong bình, đậy lại, ủ kín thêm 5 ngày nữa, lấy ra đốt cháy, cho người bệnh ngửi. Trị viêm họng, viêm amidan, mụn nhọt, lỡ ngứa, dùng huyền sâm, xài đất, thổ phục linh mỗi vị 10 đến 12 g, cam thảo 6 g. Sắc uống ngày một thang, uống liền tới khi hết các triệu chứng. Hỗ trợ người lao phổi, dùng huyền sâm, xa sâm, mạch môn, sinh địa mỗi vị 12 g, thiên môn, A giao, Bách bộ mỗi vị 8g. Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần. Uống 3 đến 4 tuần lễ, nghỉ 1 tuần rồi uống lại liệu trình nữa. Trị ho lâu ngày do phế âm hư, huyết hư, lấy huyền sâm, đương quy, bạch thược, các cánh mỗi vị 6 gam, mạch môn, sinh địa, mỗi vị 8g, bách hợp 10g, thục địa 12g, cam thảo 4g. Dùng dưới dạng thuốc sắc, ngày một thang, uống liền 3 đến 4 tuần lễ. Trị phát ban, dùng huyền sâm 16 g thăng ma 12 g cam thảo 8 g Sắc uống. Trị tróc da tay, mỗi ngày dùng huyền sâm, sinh địa mỗi thứ 30 g Hãm với nước nóng, uống như trà. Trị u, nhọt kết thành khối rắn, lấy huyền sâm, liên kiều mỗi vị 16 g mẫu lệ, hạ khô thảo mỗi vị 12 g bối mẫu 8 g Uống ngày một thang, uống liền tới khi hết các triệu chứng trị viêm hạch, lao hạch, nhọt vú, dùng huyền sâm 20g, nga truật, xạ can, bồ công anh, một thông mỗi vị 10g. Sắc uống ngày một thang, uống nhiều ngày tới khi các triệu chứng thuyên giảm. Chữa viêm tắc mạch máu ở chân tay, huyền sâm 24g, đương quy, cam thảo dây, huyết giác, ngưu tất đều 10g sắc uống. Trị loét miệng, dùng huyền sâm 12g, sinh địa, cỏ nhỏ nồi mỗi vị 16g, sa sâm, mạch môn, hoàng bá, ngọc trúc mỗi vị 12 gram, tri mẫu, đan bì mỗi vị 8 gram, cam thảo 4 gram. Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần, uống tới khi các triệu chứng thuyên giảm. Chữa viêm hạch, lao hạch, nổi hạch ở cổ, ở vú và lao màng bụng nổi cục, huyền sâm 20 gram, nghệ đen, rễ quạt, bồ công anh, một thông đều 10 gram, sắc uống. Lưu ý, do huyền sâm có tính mát, nên khi uống thuốc kiên các thức ăn đắng, lạnh như mướp đắng, ốc hến. Đồng thời không dùng cho người tiêu hóa kém, thường lạnh bụng tiêu chảy. Vị thuốc này không được dùng chung với các loại dược liệu như can khương, đại táo, hoàng kỳ và lê lô. Huyền sâm có thể gây ra một số tác dụng phụ khi dùng như nôn mửa, tiêu chảy, giảm nhịp tim, chán ăn, buồn nôn. Đặc biệt không dùng nếu bệnh nhân có dùng thuốc trị tiểu đường, thuốc ức chế beta, thuốc chống loạn nhịp.